Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Việc xem ngày cưới hỏi nhằm mục đích chọn được ngày đẹp, đại minh, đại cát để việc kết hôn, kết hỏi diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngoài ra, việc xem ngày cưới, xem tuổi sẽ mang đến nhiều may mắn và hứa hẹn một cuộc sống hôn nhân viên mãn, lương duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời. Người xưa có câu, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Vì vậy, xem ngày tháng cưới hỏi phụ thuộc chủ yếu vào tuổi cô dâu. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày cưới hỏi tốt nhất trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những việc cần làm trong ngày cưới hỏi tháng 10 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ cưới hỏi trong tháng 10 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất cưới hỏi trong tháng 10. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó chính là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác cưới hỏi được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn cho được ngày tốt cưới hỏi, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy, không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét các ngày tốt đó cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt để tiến hành công việc cưới hỏi trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày cưới hỏi phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ cưới hỏi bao gồm các ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, xương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sử, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, từ cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp cưới hỏi thiên nguyệt, sân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất cưới hỏi trong tháng 10 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những hung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 âm lịch đến 23 tháng 11 dương lịch. Tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Hợi, ngày 30 là ngày Canh Thìn. Trong tháng 10 có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch bao gồm những ngày sau. Một là ngày sát chủ, trong tháng 10 âm lịch là ngày Dậu và ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 6 Bính Thìn, 18 Mậu Thìn và 30 Canh Thìn, 11 Tân Dậu và 23 Quý Dậu. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. Hai là ngày thụ tử, là những ngày thân, bao gồm mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. Ba là ngày tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Sửu, mùng 7 Đinh Tị, 13 Quý Hợi, 18 Mậu Thìn và 22 Nhâm Thân, và ngày 27 Đinh Sửu. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 4 là ngày nguyệt kỵ, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 14 Giáp Tý, 23 Quý Dậu, trùng với ngày xương công kỵ. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc.
Năm là ngày Vãng Vong, là ngày Mùi. Trong tháng 10, ngày Mùi bao gồm những ngày sau: mùng 9 Kỷ Mùi và 21 Tân Mùi. 6 ngày Dương Công Kỵ, trong tháng 10 là ngày 23 là ngày Quý Dậu, kỵ mọi việc liên quan đến động thổ xây dựng. 7 ngày Trực Kiên, trong tháng 10 Trực Kiên là những ngày Hợi, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và 25 Ất Hợi. 8 là ngày Trực Phá, là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 7 Đinh Tỵ và 19 Kỷ Tỵ. Hai ngày này ngoài việc chặt cây, lấp giếng và phá dỡ nhà cửa thì không dùng cho việc gì khác. 9 là ngày Trực Bình, là ngày Dần, bao gồm các ngày mùng 4 Giáp Dần, 16 Bính Dần và 28 Mậu Dần. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 10 là ngày Trực Thâu, là những ngày Thân, bao gồm mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, trùng với ngày Thụ Tử nên bỏ qua không xét. 11 là ngày Trực Bế, là những ngày Tuất, bao gồm 12 Nhâm Tuất và 24 Giáp Tuất. 12 là ngày Trực Mãn, là ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu và 27 Đinh Sửu. 13 là ngày Kiếp Sát, là những ngày Thân, bao gồm mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, trùng với ngày Thụ Tử nên kiêng kỵ không dùng việc gì. 14 là ngày Tai Sát, là những ngày Dậu, bao gồm các ngày 11 Tân Dậu và 23 Quý Dậu. 15 là ngày Nguyệt Sát, là ngày Tuất, bao gồm 12 Nhâm Tuất và 24 Giáp Tuất. 16 là ngày Nguyệt Hình, là ngày Hợi, bao gồm mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và 25 Ất Hợi, trùng với ngày Trực Kiến và ngày Tam Nương nên bỏ qua không dùng. 17 là ngày Nguyệt Hại, là những ngày Thân, trùng với ngày Thụ Tử. 18 là Nguyệt Yểm, trong tháng 10, Nguyệt Yểm là những ngày Sửu, bao gồm mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu và 27 Đinh Sửu. 19 là ngày Thiên Sứ, là những ngày Tý, bao gồm mùng 2 Nhâm Tý, 14 Giáp Tý và 26 Bính Tý. 20 là ngày Đại Thời, là những ngày Tuất, bao gồm 12 Nhâm Tuất và ngày 24 Giáp Tuất. 21 là ngày Tứ Kỵ, là ngày mùng 2 Nhâm Tý. 22 là ngày Tránh Tứ Phế, là ngày mùng 7 Đinh Tỵ, trùng với ngày Tam Nương. Ngày Bính Ngọ trong tháng 10 không có ngày này. 23 là ngày Tứ Cùng, là ngày 13 Quý Hợi, cùng với ngày Tam Nương. 24 là ngày Ngũ Ly, bao gồm các ngày sau: ngày mùng 4 Giáp Dần, ngày mùng 5 Ất Mão, ngày mùng 7 Đinh Tỵ và ngày 18 Mậu Thìn, ngày mùng 9 Kỷ Mùi, ngày mùng 10 Canh Thân, ngày 11 Tân Dậu, ngày mùng 2 Nhâm Tý và ngày 13 Quý Hợi. Đây là những ngày đặc biệt phải kiêng kỵ khi kết hôn. Ngày 25, ngày Bất Chuyên, ngày mùng 9 Kỷ Mùi, mùng 10 Canh Thân, mùng 4 Giáp Dần, mùng 3 Quý Sửu. 26 ngày Ngũ Mộ, là ngày Nhâm Thìn, trong tháng này không có ngày này. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc cưới hỏi cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27 ngày Thiên Nguyện, là ngày Nhâm Dần, trong tháng 10 không có ngày này. 28 là ngày Dân Nhật, là những ngày Mão, ngày mùng 5 Ất Mão, Phạm Nguyệt Kỵ và ngày Ngũ Ly. Nhưng vậy chỉ có ngày 17 Đinh Mão và ngày 29 Kỷ Mão là dùng được. 29 ngày Thiên Đức, là những ngày Ất, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, ngày 15 Ất Sửu và ngày 25 Ất Hợi. Ba ngày này mặc dù là ngày Thiên Đức nhưng do nhiều hung tinh nên cũng không dùng được. 30 là ngày Thiên Đức Hợp, là những ngày Canh, bao gồm mùng 10 Canh Thân, Phạm Phụ Tử, ngày 20 Canh Ngọ trùng với ngày Sát Nhật là ngày tốt, còn ngày 30 Canh Thìn, Phạm ngày Sát Chủ không dùng được. 31 là ngày Nguyệt Đức, là những ngày Giáp, bao gồm các ngày mùng 4 Giáp Dần, ngày 14 Giáp Tý trùng ngày Nguyệt Kỵ, ngày 24 Giáp Tuất đều Phạm không dùng được. 32 là ngày Nguyệt Đức Hợp, là những ngày Kỷ, bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Mùi, Phạm Vãng Vong, 19 Kỷ Tỵ trùng ngày Nguyệt Phá và ngày 29 Kỷ Mão. Ba ngày này đều Phạm những ngày xấu không dùng được. 33 là ngày Thiên Xá, là ngày Giáp Tý, những ngày này Phạm ngày Nguyệt Kỵ. 34 là ngày Nguyệt Ân, là những ngày Ất trùng với ngày Thiên Đức. 35 ngày Tứ Tướng, là ngày Giáp và ngày Ất trùng với ngày Thiên Đức và Nguyệt Đức mà ta đã chọn ở trên. 36 là ngày Thời Đức, là những ngày Dần, ngày mùng 4 Giáp Dần, Phạm Ngũ Ly, vậy ta còn ngày 16 Bính Dần và ngày 28 Mậu Dần dùng được. 37 ngày Tam Hợp, là ngày Mão và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, Phạm ngày Ngũ Ly, còn ngày 17 và ngày 29 trùng với ngày Dân Nhật là hai ngày tốt để kết hôn cưới hỏi. Ngày Mùi Phạm Vãng Vong, ngày mùng 7 Kỷ Mùi Phạm Ngũ Ly và Bát Chuyên Môn không dùng được, chỉ có ngày 19 Tân Mùi là dùng được.
38 là ngày thiên hỷ, là ngày mùi, trùng với ngày tam hợp và dân nhật. Dùng ngày 19 tân mùi cho việc cưới hỏi sẽ được đại cát. 39 ngày lục hợp là ngày dần, trùng với ngày thời đức. Ta chọn được hai ngày 16 bính dần và ngày 28 mậu dần. 40 ngày ngũ hợp, tháng 10 là tháng tân hợi nên hợp với những ngày chó thiên can bính, bao gồm các ngày 26 bính tý, 16 bính dần và mùng 6 bính thìn. Trong 3 ngày này chỉ dùng được ngày 16 bính dần, còn các ngày khác không dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 40 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt cưới hỏi trong tháng 10 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch cho việc cưới hỏi, sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt cưới hỏi trong tháng 10 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. 1. Ngày 15 Ất Sửu kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tý, Dậu Tỵ và những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh. 2. Là ngày 16 Bính Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp những người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Giáp, Tân. 3. Ngày 17 Đinh Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp những người tuổi Tuất, Mùi, Hợi và những người có thiên can là Ất, Nhâm, Quý. 4. Là ngày 19 Tân Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp những người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh, Bính. 5. Là ngày 20 Canh Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Đinh, Kỷ, Ất, Tân. 6. Là ngày 28 Mậu Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp với những người tuổi Hợi, Tuất, Ngọ và những người có thiên can là Giáp, Tân, Quý. 7. Là ngày 29 Kỷ Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp những người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Ất, Nhâm, Quý. Đó là 7 ngày cát lành cưới hỏi trong tháng 10 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.